Có bồ trao nó về vườn nhà mình nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đây là bồ trao thiên nhiên nha các bạn. Đang bị một con gà nhà mình đang đuổi. Con này là hôm nay về được 2 con nhé các bạn. Đây sống hay thôi, con quẩn như gà ấy thôi. Cuối cùng là thành gà luôn đấy. Đây các bạn thấy không? Đấy đang ấy kìa, đang gọi là đang chơi thôi. Mấy con gà nhà mình nó thấy lạ nó phi tới nó đuổi thôi. Đấy này thấy không? Con gà trống thì nó bữa nay nó lù đù rồi. Ủa, không một con đâu rồi nhỉ? Nó cũng quanh quẩn đấy thôi. Bồ trao là bồ trao thiên nhiên nha các bạn, không phải là bồ trao thả rông đâu. Thấy chưa? Thấy lạ là mộ thôi đấy. Không ăn được. Con gà này, con gà nó tới này. Chạy liền. Đúng không? Mấy đòn lành lắm, đừng có đùa. Là đem một con ở đâu nhỉ? Đây con em đấy. Người mình không bắt được ấy chứ đừng nói mà. Một con ở đâu nhỉ? Một con ở đâu? Để mình đi ra xem thử một con ở đâu nhé. Dạ. Dạ rồi ba. Con lúc cho khi sáng ấy chứ. Còn đâu nhỉ? Một em ở đâu rồi? Ở đây. Đây một con nhé các bạn. Mấy bên này một con nữa này. Đấy. Nhảy trong lông nhông kìa. Đây 2 con. Lên cây rồi. Bọn này mình nuôi